vị, hiện tại thì sườn non có mức giá là 170.000 một ký, thịt ba rọi có mức giá dao động từ 145.000 cho tới 160.000 một ký, thịt nạc dăm có mức giá là 140.000 một ký và thịt đùi có mức giá là 110.000 một ký. Theo nhiều tiểu thương thì mức giá này đã tăng 10 đến 20% so với thời điểm giữa tháng 10 và tăng gần gấp đôi so với mức giá trung bình của thời điểm heo xuống thấp vì dịch tả heo châu Phi. Giá thịt heo tăng, sức mua thịt heo của người tiêu dùng cũng giảm, nên lượng thịt bán ra tại các chợ cũng khá chậm. Thưa quý vị, hiện tại thì tôi đang đứng tại chợ Hòa Hưng thuộc vào quận 10 thành phố Hồ Chí Minh. Theo ghi nhận, tại đây thì giá thịt heo đang tăng cao, khiến sức mua của người dân giảm. Theo các tiểu thương, từ khi thịt heo tăng giá, sức mua của người dân giảm từ 20% đến 30% so với thời điểm giá thịt heo thấp. Chị Thu Thủy, tiểu thương tại chợ Hòa Hưng cho biết, từ khi thịt heo tăng giá, sạp hàng của chị rất ế khách. Trước kia, mỗi ngày sạp hàng có thể bán được 40 kg thịt, nhưng hiện tại con số này chỉ khoảng 30 kg. Từ khi một tháng nay thì giá của sức mua của thị trường là coi như là khách hàng cũng đi ít lại. Đồng thời chợ cũng ế đi. Trước thì bán sao, giờ bán sao? Lúc trước thì mình nhớ tỉ như một ngày mình bán nửa con heo đi, thì bây giờ mình bán nửa con nhỏ hơn nữa. Lúc trước mình bán thì bán 40 kg, bây giờ mình bán khoảng chừng 30 kg thôi. Như giá heo thì thị trường bây giờ mình mua đã là 90 rồi, mà bán ra thì nhiều khi bán sườn mình bán 180, 170, 180, và ba rọi thì nhiều khi 130, 140, mà có nhiều khi chợ ế thì cũng phải gớt giá nữa. Tại khu vực bán hàng bình ổn, sức mua của người dân cũng giảm đáng kể. Lượng thịt heo bán ra rất chậm, nhiều lúc phải giảm giá để bán được hết lượng thịt trong ngày. Cũng giảm nặng lắm á. Ngoài chợ người ta đi cũng mới. Thị trường mà bán những hàng tiêu thụ, hàng ăn, hàng đồ người ta bán ế đi, người ta không cũng lấy hàng ít lại. Nên công ty giao giá nhiều chị bán nhiều. Mà có thể là nhiều khi chợ chậm quá là mình cũng phải bán giảm chút xíu, cho nó hết hàng, mình tiêu thụ cho nó kịp hàng thôi. Ví dụ người ta mua nửa ký, bây giờ người ta mua 2 lạng, 3 lạng người ta ăn thôi. Vậy. Giá thịt heo bị đẩy lên cao, kéo theo đó là tất cả các loại thực phẩm chế biến từ thịt heo đều tăng giá. Đơn cử như tại một quán ăn trên địa bàn quận 1 thành phố Hồ Chí Minh, chủ quán đã để biển hiệu thông báo tăng giá bán một tô bún mọc thêm 5.000 đồng. Với những người kinh doanh quán ăn bình dân thì vẫn cố giữ nguyên mức giá để giữ chân thực khách. Tuy nhiên, theo các chủ cửa hàng, nếu tình trạng này kéo dài thì buộc phải điều chỉnh mức giá để phù hợp với thị trường. Mình ở đây thì rất là nhiều quán cơm, mình khó có thể mình lên giá. Nếu mà mình lên giá sẽ cạnh tranh với rất nhiều quán, cho nên là mình phải giữ giá cũ, nhưng mà có những món là mình không bán luôn. Tại vì nó mắc quá thì mình không bán luôn. Chỉ cố gắng để giữ giá và giữ giá để giữ khách, nếu mà chịu không nổi nữa có thể phải lên. Thị trường thịt heo biến động sẽ kéo theo biến động giá nhiều loại thực phẩm. Đó là một thực tế trước mắt và là nỗi lo của nhiều gia đình, nhất là trước thông tin từ nay đến cuối năm, mỗi tháng sẽ thiếu từ 25.000 đến 30.000 tấn thịt heo.